Từ ngày có uyên ni, trang cá nhân của Đông Nhi và ông Cao Thắng chỉ toàn đăng ảnh nhóc tì. Cho đến mới đây, cặp đôi mới quyết định trốn con gái để đi chụp một bộ hình, cúp hồ, cực xịn sò và chia sẻ loạt khoảnh khắc này lên trang cá nhân. Có thể nói, vẻ ngoài cực phẩm của Đông Nhi và ông Cao Thắng, thì khỏi phải bàn nên điều gây ấn tượng hơn cả lại là thần thái và phong cách cực kỳ sang trọng chuẩn gia đình chủ tịch. Không chỉ vậy, khoảnh khắc giọng ca nghi ngờ khoe vào một hờ hững cũng khiến netizen phát sốt. Chính vậy mà không lâu sau khi được Đông Nhi đăng tải lên trang cá nhân, bộ ảnh của họ đã nhận được lượng like khủng cùng rất nhiều bình luận khen ngợi. Đông Nhi và ông Cao Thắng khoe ảnh đôi cực xịn lên trang cá nhân. Đông Nhi còn gây sốt với khoảnh khắc khoe vòng một hờ hững. Từ ngày có con gái, trang cá nhân của cặp đôi chỉ ngập tràn hình ảnh của Winnie. Ảnh, Instagram nhân vật.